bà con. Hôm nay thì tiếp tục những kèo những Adidas. Đây là những cái kèo mà hôm qua cũng có thể mình đã giới thiệu rồi, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ báo chuẩn size và giá luôn. Như đôi này mình đang có 39 1/3, 24.5 cm, mẫu mới của Adidas luôn đấy. Adidas Lateral này, mặt dài là full da lộn, phần này là Miu. Đây logo bên trên đây, điểm nhắn là màu cam bên trong. Đế này thì đế bút này, rất là in. Các bạn thấy cái chữ bút rồi sao? Đây nữa, cái này là 39 ha. Em này thì 38, 38 mấy nàng được. Hoặc là mấy anh chân nhỏ nhỏ thì mang ngon lành ha. Màu xám, xám ngoài tông cũng hơi sáng ha. Khá là im, đi lại nhiều thì là ok nhé. Đi lại nhiều thì lắc là sướng, đi đứng cả ngày cũng được. Các bạn có thể thấy nó làm bút, cái đế nó im thì ở đây bắt buộc phải nhăn, nên đó là chuyện bình thường ha. Cái này cũng vậy, 1590 ha. Cái này hôm qua thì mình review rồi, hôm qua có quay rồi. Cái này thì còn 40.5, 41 và 42.5 rồi. Đây là Puma Balemo, nguyên của tông màu nâu. Xin lỗi. Logo nó in màu vàng rất là đẹp ha. Bên trong cũng vậy. Cái này là 42, 27 cm. Nên là mới và full hộp ha. 1.890 ha, 1.9 á. Em này là 1906R. Đôi này là mình săn được, mới và full hộp. Mình đang chào bán với giá 2.690 ha. Một cái tông màu kem xám và có một thêm một xíu đó là tím tím ha. Điểm nhấn là cái màu vàng này. Và cái phần đế nó làm màu ngà ngà, kem này đẹp, khá là đẹp. Cái này đi bộ nhiều, đi bộ vận động nhiều thì khá là ngon lành. Trong cái đám này thì chắc là em này là kèo hời nhất này. Cái này hiện tại mình còn có 37.5, 38 và 39. 39 1/3 của Adidas. Cái đế dạng Tome á. Cái này mình bán có 1.390 thôi. Mới và không có hộp ha. XL72 Plus. Còn em này thì còn khá nhiều. Em này còn 40.5, 41, 43 và 44. Cái này thì mới full hộp mọi người. Bán mắc hơn kia mấy trăm ngàn. Mới full. Vàng và xanh. Hai điểm nhấn đặc trưng, và điểm nhấn của em nó là chìm chỗ này thôi. Cái này thì bán 1.8 á, 1.790 là 1.8 á. Cái này thì mình còn 36 và 38, bán lấy vốn lại. Cái này là Adidas Superstar này. Mém xíu nữa là Asics rồi. Cái phần này chất liệu denim. Mới và full hộp, 36 thì không có hộp rồi. Mình bán 1.2 á, 1.190 là 1.2 á. Bán lấy vốn lại. Đây là em Contact, một đôi duy nhất, còn một đôi thôi. Các bạn có thể thấy một sợi dây này, nó còn một thêm một sợi dây màu nâu nữa. Một sợi dây màu nâu nó tặng màu nâu chung với cái này nha. Cái này là bữa mình mua sale bên Nhật về. Cái này đang bán 1.7, 1.690 là 1.7 á. Size thì size của nó là 42.5 và 27.5 cm á. Mới mà full hợp nha mọi người. Thêm một em màu đỏ thì mình sẽ có thêm 36.5, 37.5 và 38.5. Cái size cũng khá là mình bán Tiger nhiều mà giờ chuyển qua mấy cái này á, mấy cái size nó hơi lộn xộn xíu. Giống như cái này nó để là Euro đúng không? Euro 38.5 mà nó để 24.5 cm thì nó tương đương 39 của mấy kia á. Em màu đỏ mới cũng full hộp. Cái này là bán 1.690 á. Cái này thì có 3 size. Rồi. Em này thì vẫn còn, khách chưa hốt. Em này là siêu phẩm này, nhưng mà nó có size 38 thôi. Các bạn thấy cái đít của nó phía sau này là thấy xịn này. Em này là full da này. Full da, một kem mới và không có hộp. Bản collab giữa Adidas và Foot Patrol gì này. Đây là cái tên của thương hiệu kia. Cái chiếc còn lại của nó thì bên này nó sẽ là màu đỏ này. Em mình tìm cái đó. Mình quăng đâu rồi ta? Hello, hello, đây. Đây là cái chiếc còn lại của nó này. Một bên xanh, một bên đỏ.
và nó in logo bên dưới đây, Adidas đây. Bên còn lại là nó in logo của thương hiệu kia. Cái này cái form bữa có khách mình bảo nó hơi to nên là chân 38, 39 thì mang được nè, khá là đẹp. Cái này mình bán 1.490.000, 1.550.000 nha. Mấy anh chân bự mà khoái nổi thì chơi em này. Em này thì mình còn 44.5 và 45 à. Mình bán khá là rẻ, bản collab mà chỉ có 1.390.000 là 1.400.000 mới và không có hộp. Cái này là SL776 à. Collab giữa Adidas và quay Bonner vậy nè. Đó là những em đắt hôm nay. Có một cái em này hôm qua vẫn còn 42. Ủa lộn, 42.5. Vẫn còn. Hôm nay mình rảnh ở nhà mình sẽ soạn ra mấy cái này cho mọi người á. Như đây là những em Diesel này. Diesel thì còn lại nó bị không có, nó bị đứt hàng nè, còn mấy đôi à. Cái em này các bạn có thể thấy cái phần màu vàng vàng nữa. Cái này thì nó là cái keo, cái keo nó chét keo lên dư một xíu để cho nó không bị bung keo á. Như về lâu về dài thì ánh sáng nó chiếu vào hoặc là bóng đèn thì cái keo nó sẽ bị ngã màu vàng nên nó sẽ thành như thế này á. Này nó làm theo phong cách Queen chứ không phải là giày cũ ha, là mới á. Em này thì size 8, 26 cm nha. Anh nào mang cái này mình đang bán sale luôn nè, 1.200.000. Adidas, tên là tên gì mình cũng không nhớ, form gì đó. Em này nó có cái này gắn lại vô, cái này có thể tháo rời được. Các bạn không thích mang cái này thì tháo nó quăng ra bên ngoài. Em này là mình có size 42 á. Bán 1.200.000, 1.190.000 là 1.200.000 á. Rồi hôm nay tạm thời như lên đây. Cái đôi 38 cho mấy nàng tập thể dục mà mấy nàng và giá khá là bèo mà mấy nàng chưa, có thể là chưa thấy hoặc là chưa phát hiện được ha. Cái này là 38 Gel Fuse Blast gì đó, khá là mới, size 38 á, nhẹ tưng luôn á. Cái này mình bán có nhiêu ta? 1.290.000 là 1.300.000, 1.300.000 thôi nè. Khá là im, màu rất đẹp, mua tập gym, đi làm, thể dục thì vẫn ok. Ok ok. À, nói tới em đây. Em này màu trắng thì mình còn boot này thì là 41, còn 41 và 39 á. Đế màu nâu vàng. Boot cái này thì im khỏi nói rồi, đúng là cái tông màu logo màu xanh chuẩn của tụi nó này, trắng và xanh. Phần này là miếng da thật màu trắng thì mọi người sẽ ngại hơi dơ một xíu nè, nhưng mình kỹ như mùa mưa này thì không nên mang những em này. Khi mà thấy cái ngày nào đẹp đẹp thì lôi ra, hoặc là thấy mưa sắm thêm cái túi nữa là nhét vào cho an toàn thôi, chứ để mưa cái mấy cái này thì chỉ có những cái em nào mà mình giống như này thì nó hơi mắc một xíu, 2.000.000 không, 2.000.000 cho một cái dài thì một cái chân có 1.000.000 thì không ăn thua nè. Còn lại thì nãy giờ các bạn nhìn nó đóng này thì nó chỉ còn có 1.000.000 thôi, 1.000.000 thôi, quá rẻ. Như em này mới ra thì hãng bán đâu đó tầm 3.000.000 á, 2.900.000 thì phải, 2.900.000 là 3.000.000, 3.000.000 mình bán ở đây có 1.600.000, 1.600.000 mà tính là free ship, nhưng mà chuyển khoản luôn là free ship và tặng kèm tắc thì tính ra là có 1.550.000 thôi. Quá đẹp. Còn một đống cái bên đây mà thôi, không là biến quay quá. Có cả những em gà, gà trống, có cả polo nữa, có cả Reebok nữa. Nhưng mà hẹn mọi người chiều mình xiên mình làm, hoặc là mai mình cũng ở nhà, bạn nào rảnh thì qua coi. Còn giờ thì chào nha.